Siêu thị máy tính trị An Kha xin chào. Ngày hôm nay thì Dell Inspiron 7566 phiên bản i5 sẽ ra mắt quý vị. Mới đây Dell đã cho trình làng ra thị trường số lượng có hạn dòng sản phẩm gaming đồ họa Dell Inspiron 7566 với thiết kế phá cách vẻ ngoài mang hơi hướng cổ điển. Các bạn có thể quan sát thấy Dell 7566 của chúng ta nổi bật bởi phần bản lề phía sau trông mới lạ như các chi tiết máy công nghiệp. Tuy nhiên các thiết kế này trông có vẻ hơi cứng. Sản phẩm thuộc dòng gaming phổ thông của hãng nên phần vỏ chỉ được làm bằng nhựa polycarbonate để giảm giá thành. Tuy vậy, bề mặt máy vẫn được gia công rất là cẩn thận và đạt tiêu chuẩn cao. Khi chạm tay vào thì có cảm giác mịn và ít bám vân tay. Inspiron 7566 được trang bị màn hình IPS Anti-Gray, có khả năng chống chói và có độ phân giải cao Full HD cực kỳ sắc nét. Tuy vậy, hình ảnh sẽ không chân thực như màn hình gương. Bàn phím của Dell 7566 được thiết kế trông giống như các dòng laptop gaming trước đây của hãng. Theo cảm nhận thì bàn phím có khả năng gõ mượt mà, nhưng lực phím hơi yếu và hành trình phím ở chỉ mức trung bình mà thôi. Bàn di chuột rộng vừa phải, khi nhấn có phát ra tiếng kêu nhẹ. Các cổng kết nối bao gồm USB, khe đọc thẻ SD ở bên cạnh phải. Cạnh trái thì nhiều hơn với các cổng LAN, HDMI, hai cổng USB 3.0 và Jack 3.5mm. Chúng ta có thể thấy được cạnh máy được vát đều trông rất là hoài cổ. Dell 7566 vẫn giữ nguyên được hệ thống tản nhiệt hai quạt, được trang trí tông màu đỏ đen truyền thống. Mặt dưới của máy chính là dòng chữ Inspiron được khắc chìm, hai khe thông gió và hai loa siêu trầm, tức là toàn bộ máy sẽ có tổng 3 loa. Laptop Dell Inspiron 7566 có nhiều phiên bản cấu hình. Chiếc máy mà chúng tôi có được đang sử dụng chip Intel Core i5 Skylake dung nhịp 2.3 GHz. Một sự cải tiến khác đó là RAM DDR4 với tốc độ nhanh hơn, ít tiêu tốn điện năng hơn và giúp duy trì thời lượng sử dụng pin lâu hơn, khiến máy mát hơn. Kết hợp với đó là một ổ cứng 1TB, phù hợp cho những bạn làm nghề đồ họa hoặc là có nhiều phim ảnh cần lưu trữ. Cạc xử lý đồ họa Nvidia GeForce GTX 960M vẫn được giữ nguyên trên bản Inspiron 7566 và bộ nhớ cache 4GB sẽ giúp bạn thoải mái để chiến các loại game trung cấp hoặc là chơi được trên một màn hình 4K và giúp giải quyết được nhiều công việc đồ họa khác. Máy đã có sẵn Windows 10 bản quyền để bạn sử dụng ổn định, rất cần thiết với những người làm nghề thiết kế đồ họa. Công nghệ Wi-Fi chuẩn AC mới nhất cũng khiến cho việc truy cập Internet của Dell 7566 này cao hơn khoảng 3 lần thông thường. Trên đây là những đánh giá nhanh về sản phẩm Dell Inspiron 7566. Một chiếc laptop gaming trung cấp, cấu hình mạnh mẽ, hình ảnh rõ nét với độ phân giải cao, hệ thống tản nhiệt tốt. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!